Người chắc hẳn là trong thời gian này, nhất là Tết sắp đến ấy, thì các cô nàng đều muốn da của mình lúc nào cũng đẹp toàn diện này, kiểu da láng bóng được không tí vết ấy. Nhưng mà chúng ta sẽ nên bắt đầu từ cái việc là detox da nhá. Bởi vì như vậy thì có thể là trị dứt điểm cũng như là làm cho làn da khỏe mạnh từ bên trong. Mà mọi người biết rồi đấy, những cái vấn đề trên da thường bắt nguồn từ cái việc là da của mình quá bẩn. Chính vì vậy thường thì trong làn da của mình ấy bao giờ cũng sẽ có dầu lắng đọng ở trong lỗ chân lông, và điều đấy làm cho da bị bít tắc. Ngoài ra thì khi mà đi ra ngoài ấy, da lúc nào cũng chịu một cái áp lực rất là lớn từ khói bụi này, hoặc là từ mỹ phẩm nữa. Bởi vì con gái chúng ta ai mà chẳng phải make up, ai mà chẳng phải sử dụng kem chống nắng khi mà đi ra ngoài, đúng không? Sau đấy lại còn cả những vấn đề về ô nhiễm môi trường, những thực phẩm kém chất lượng. Thêm nữa, trong cái khoảng thời gian này, Tracy nghĩ là ai cũng sẽ phải súng xính váy áo kiểu như Tracy ấy, đi những cái bữa tiệc yên party, đi bữa tiệc cuối năm. Và khi mà đi như vậy thì làm sao mà tránh được cái việc chúng ta phải uống nước này, rồi uống những cái đồ uống alcohol hoặc là một chút rượu bia, rồi thêm nữa là cái việc ăn uống thường là những cái đồ dầu mỡ mà chúng ta không kiểm soát được. Chính vì vậy nên là làm cho làn da của mình lúc nào cũng trong tình trạng không được tốt lắm. Vậy thì bây giờ chúng ta làm thế nào để giải quyết và làm thế nào để có được một làn da thật là đẹp trong cái mùa Tết này, thì hãy theo dõi tới cuối video nhé, để chúng ta cùng bắt đầu hơn nào. Trong video này thì ngoài việc là Tracy sẽ mang đến cho mọi người cái routine mà Tracy hay chăm sóc dành cho cái mùa Tết này á, thì Tracy đặc biệt là sẽ chia sẻ với mọi người những cái bài tập dành cho da mặt mà dạo gần đây Tracy rất là hay sử dụng, và Tracy thấy nó có hiệu quả đặc biệt mà lại còn không tốn kém nữa. Thường thì với cái định nghĩa về yoga ấy, thì các cô gái sẽ hay tập luyện từ việc là từ cổ cho tới chân, nhưng mà cái điều này thì Tracy nghĩ là cũ rồi, bởi vì Tracy đã có một cái set tập dành cho cơ mặt nữa, đấy chính là việc thiền yoga cho làn da lụa là. Nghe nó cũng mượt mà đúng không? Cách thiền yoga ở đây là thường Tracy sẽ lựa chọn cái không gian tĩnh lặng trong nhà, sau đó thì mình sẽ chữa lành bằng cái việc là chữa lành cho tâm hồn ấy. Nghe thì nó cũng hơi xến xuối nhưng mà Tracy thấy là cái này nó rất là có hiệu quả luôn ấy. Chữa lành tại nhà bằng mùi hương này, sau đấy là du dương theo những cái điệu nhạc, tất nhiên là điệu nhạc nó nhẹ nhàng thôi, còn thực ra ai mà muốn những điệu nhạc sôi động hơn thì cũng có thể, nhưng mà với cái cách thiền này thì Tracy nghĩ là cái điệu nhạc du dương sau những cái ngày bận rộn ấy, thường là Tracy sẽ tắm rửa sạch sẽ này, sau đấy là bắt đầu tự mình đốt một chút nến thơm và tận hưởng cho mình những cái khoảng thời gian không gian tĩnh lặng, và tiếp đó tất nhiên là sẽ là những cái động tác thiền yoga rồi. Và thường những động tác này thì Tracy sẽ sử dụng ngay bước đầu, đấy chính là với double cleansing. Đối với những bạn skincareholic thì chắc là đã biết đến cái phương pháp kết hợp giữa dầu tẩy trang và sữa rửa mặt này rồi, nhưng với những bạn chưa biết thì chúng ta lại lắng nghe kỹ hơn một chút nhá. Double cleansing ở đây thì thường là sẽ kết hợp giữa dầu và sữa rửa mặt, và nó sẽ có tác động kết làm cho da của mình, mọi người sẽ thấy là cái làn da của người Hàn nó lúc nào nó cũng trắng trẻo, lúc nào nó cũng căng bóng á. Cho nên là Tracy đã lựa chọn hai em nhà Free Plus, đấy chính là em dầu tẩy trang với serum và em bọt sữa rửa mặt dưỡng ẩm. Và hai em này thì hỗ trợ trong cái việc là chúng ta sử dụng tác động kép double cleansing rất là tốt, và khi mà dùng thì lúc nào nó cũng dịu nhẹ. Và Tracy sử dụng cái phương pháp thiền yoga kiểu face yoga ấy, kết hợp cùng với cả khi mà chúng ta double cleansing như thế này này, thì nó tạo được một cái hiệu ứng kiểu như là 3 trong 1 ấy, và Tracy rất là thích cái cảm giác đấy. Cái cảm giác khi mà massage ấy, thì mọi người biết là nó sẽ có cái công dụng đầu tiên, đấy chính là nâng cơ này, sau đấy là sẽ làm cho làn da của mình rất là thoải mái, và lúc đấy thì cái cơ thể của mình nó cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn nữa. Free Plus thì là một trong những dòng sản phẩm dưỡng da của Nhật mà Tracy khá là yêu thích bởi vì cái sự nhẹ nhàng của nó. Điểm thứ hai nữa là trong này không có chứa 1% hương liệu lẫn chất tạo mùi nào hết. Điểm đặc biệt ở đây là sẽ có những cái thành phần như kiểu là amino acid này, niacinamide này, và những cái thành phần thảo mộc phương Đông. Và nghe đến những ngày thôi thì những cô nàng skincareholic đã biết ngay những cái thành phần này rất là an toàn dành cho da, kể cả những làn da nhạy cảm nhất như làn da hỗn hợp thiên dầu của Tracy, khi mà dùng lần đầu tiên thôi cũng đã cảm thấy cái sự khác biệt rất là rõ rệt rồi. Điểm thứ ba nữa mà Tracy thích em Free Plus này ấy, đấy chính là cái sự thân thiện với môi trường. Vì mọi người biết ấy, bây giờ ấy, thường là chúng ta sẽ hướng tới những cái bao bì thân thiện với môi trường, có thể tái chế được. Mọi người ấy thì thường bảo là chọn bạn mà chơi. Chính vì vậy nên chị em chúng mình hãy nên chọn mỹ phẩm sạch mà chúng ta sử dụng nhé mọi người, bởi vì như thế sẽ làm cho làn da của chúng ta khác biệt hẳn luôn ấy. Và với em này ấy, thì Tracy sẽ sử dụng Oil Serum Cleansing Free Plus này đầu tiên, và chúng ta sẽ nhẹ nhàng patting, có nghĩa là nhẹ nhàng thoa lên trên da, và sau đó mình sẽ rửa lại bằng nước thật là sạch. Với thành phần amino acid ấy, thì sẽ bổ sung những chất dưỡng ẩm dành cho cái lớp màng tự nhiên của chúng ta, bởi vì lớp màng tự nhiên của chúng ta cũng có độ ẩm rồi, nhưng khi mà chúng ta tiếp xúc với môi trường ấy, thì bao giờ nó cũng sẽ bị suy yếu đi. Và cái thành phần amino acid trong này ấy, làm cho da của mình trở nên mướt mịn và bảo vệ da của mình tốt hơn, duy trì cho làn da lúc nào nó cũng sáng đều ấy. Nhưng mà nhớ
là thoa nhẹ nhàng thôi nhé, và sau đó rửa sạch lại bằng nước. Tiếp theo là sử dụng Emmai Foam Soap, có nghĩa là bọt rửa mặt nhà Free Plus ấy, thì mọi người vẫn có thể tiếp tục massage, nhưng mà khi mà sử dụng bọt ấy, thì cái độ ma sát ấy, nó sẽ được giảm đáng kể. Và với những bạn nào mà da hỗn hợp tinh dầu hoặc da có mụn ấy, thì Tracy khuyên là mọi người không cần massage quá nhiều. Nhưng với bạn nào về những làn da thường, da hỗn hợp, thiên khô hoặc là da khô bình thường ấy, thì mình vẫn hoàn toàn có thể massage thoải mái. Được một cái là em Free Plus này ấy, thì bọt rửa mặt kết hợp với những cái thành phần thảo mộc phương Đông nên làm cho làn da của mình giảm đi những cái kích ứng và tăng cường những cái độ dưỡng ẩm dành cho da, giúp cho da tái tạo tế bào này, bổ sung độ ẩm này, và nhất là giảm thiểu đi quá trình oxy hóa từ yếu tố bên trong lẫn yếu tố bên ngoài của làn da, và bổ sung cái độ mướt mượt ở trên da, và đặc biệt là sẽ giữ nước cũng như là giữ độ ẩm ở trong làn da và khiến cho nó không có bị bay hơi ra phía bên ngoài ấy. Ngoài ra thì amino acid ấy sẽ còn có cái nhiệm vụ là sẽ giữ nước không thoát ra ngoài, khiến cho làn da của chúng ta lúc nào cũng được giữ ẩm mượt mà, và chính vì vậy nên da sẽ trở nên căng mượt. Và mọi người sẽ thấy là ví dụ như những bạn nào nên da cứ căng bóng ấy, là bởi vì cái lượng amino acid trên da của các bạn thì nó rất là đầy đủ, và khi mà đi ra ngoài ấy, nó không có bị bốc hơi. Thế chính vì vậy nên amino acid rất là quan trọng. Sau bước làm sạch ý, thì Tracy sẽ tiếp tục massage bằng cái việc sử dụng face yoga cùng với cả em lotion dưỡng ẩm nhà Free Plus, và đương nhiên không thể thiếu kem dưỡng rồi, và kem dưỡng thì sẽ là kem dưỡng ẩm màng nước để có thể dưỡng được cái tinh chất thẩm thấu sâu ở phía trong da và giữ được làn da của mình lúc nào cũng căng bóng, mịn màng và đủ độ ẩm. Lotion dưỡng cùng với thành phần dầu đào và những cái thành phần thảo mộc ấy thì sẽ giúp cân bằng độ pH ở trên da, đồng thời là cung cấp được một cái lượng nước nhất định và giúp cho làn da của chúng ta lúc nào cũng mịn màng trong một cái trạng thái ổn định. Mọi người sẽ nhìn thấy là khi mà chúng ta apply lên trên da cái lotion này ấy, thì trong vòng khoảng 1 đến 2 phút thôi là sẽ thấy là làn da của mình căng mịn hơn này, và cái cảm giác nó rõ rệt luôn á. Và sau khi mà sử dụng xong ấy, thì Tracy sẽ ngay lập tức apply em kem dưỡng này thì nó sẽ có hiệu quả hơn, và rõ ràng là lúc mà cái cảm giác mọi người cũng sẽ thấy rất là rõ rệt. Khi mà sử dụng em kem dưỡng ẩm giống như thế này thì trong này sẽ là thành phần niacinamide, mà mọi người biết rồi, thành phần niacinamide sẽ tăng độ ẩm ở trên da cũng như là kiểm soát dầu thừa này, làm cho giảm đi những cái vấn đề về tăng sắc tố ở trên da nữa. Ngoài niacinamide thì trong này còn chứa những thảo dược phương Đông giống như là hoa kim ngân này, hoặc là thảo dược Nhật Ashitaba, giúp thúc đẩy quá trình tái tạo da và kháng viêm cho da nữa. Chính vì những cái điều này nên em ấy phù hợp với hầu hết mọi dạng da, và kể cả những dạng da mụn hoặc là da nhạy cảm giống như Tracy trước đây chẳng hạn, vẫn đều có thể sử dụng mà cảm thấy nó khá là an toàn. Mọi người biết rồi, những cái công nghệ của Nhật cũng như là dây chuyền sản xuất của Nhật ấy, thì bao giờ cũng đặt cái công thức cũng như là những cái chức năng an toàn lên trên hết, nên là mỗi lần mà Tracy sử dụng mà Tracy cảm thấy nó khá là yên tâm. Vậy thì từ đầu đến cuối video ấy, Tracy đã sử dụng cái routine Tracy có thể vắn tắt lại cho mọi người ấy. Đấy chính là double cleansing này, sử dụng dầu tẩy trang cộng với cả bọt rửa mặt, và tiếp theo là mình sẽ sử dụng lotion dưỡng ẩm và kem dưỡng màng ẩm nữa. Và với cái liệu trình như vậy ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng mỹ phẩm Free Plus thì Tracy thấy nó đạt được ba cái tiêu chí mà Tracy rất là thích, nhất là với những bạn nào mà yêu thích cái phong cách chăm sóc da của Nhật, của Hàn ấy. Đấy chính là không có hương liệu này, không cồn, không paraben. Ngoài ra thì với những cái thành phần, nói chung là Tracy cảm thấy là nó phù hợp với khá nhiều cái dạng da, và khi mà mình sử dụng ấy thì có chứa những cái thành phần cũng như là dưỡng chất lành tính giống như là niacinamide này, amino acid và 6 thành phần thảo dược phương Đông nữa. Chính vì vậy nên là cái tiêu chí thứ 3 sẽ đạt được ấy, đấy chính là an toàn dành cho da và chống được những cái tác động của môi trường nữa. Nên là khi mà dùng cái routine này cùng với cả Free Plus ấy, thì Tracy cảm thấy là làn da của mình được cải thiện khá là đáng kể. Với routine chăm sóc da này cùng với mỹ phẩm của Free Plus ấy, thì Tracy thấy da của mình được nghỉ ngơi, thư giãn hoàn toàn tuyệt đối luôn ấy. Và mỗi lần như vậy ấy, thì sẽ làm cho làn da của mình được cải thiện đáng kể nữa. Và với phương pháp thiền yoga gọi là face yoga cùng với cả routine nhà Free Plus ấy, thì Tracy nghĩ là mình đã có được một cái phương pháp detox dành cho làn da, nói chung nó có một cái hiệu quả rõ rệt, đáng kể. Và mọi người nhớ nhá là hãy detox cho làn da, bởi vì khi mà như vậy ấy, đầu năm của mình da đẹp này thì đương nhiên trộm vía làn da của mình cả năm nó sẽ đẹp luôn. Đây thì là một cái câu thần chú của những cô nàng skincareholic đúng không? Và năm mới thì sắp tới rồi, và Tracy cũng hy vọng là trong năm mới này thì mọi người sẽ luôn luôn bình an, hạnh phúc và xinh đẹp, và đương nhiên lúc nào da của mình cũng sẽ đẹp để đón chào một cái mùa Tết này rồi. Tracy cũng muốn gửi lời cảm ơn đến những bạn mà đã đồng hành cùng Tracy trong một năm qua, và chúng ta đã có thật là nhiều kỷ niệm cùng với nhau ấy, và chúng ta hãy tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong những chặng đường kế tiếp nhé, và sẽ có thật là nhiều niềm vui tiếp theo nữa. Còn niềm vui đó sẽ là gì thì hãy đón xem cái video clip sắp tới của Tracy nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Bye bye.